Tiếp theo là đặt nhà anh em được 4 tháng dành lửa rất đẹp luôn. Bây giờ mình sẽ chạy nhà anh em dành lửa. Mình cũng sấy kiếp con nó chắc cũng gần chục ký rồi đó. Sấy kiếm nha, sấy kiếm ra miệng màng luôn. Đó, quàng quàng đều hai bên nha. Đó, anh em yêu thích thì bác em đặt này. Đó, ăn rất là khỉ luôn. Đấy, đặt dành lửa nhanh, đặt dành lửa hàng điện lửa chạy đang chạy anh lại. Tiếp theo là em đặt nha anh em, đặt lần nữa, đây đặt dành thưa dành lửa luôn nha anh em. Anh nuôi con sấy kiếm lần đó. À, anh em yêu thích thì bắt em này hả, nhắc lên phòng thưa nha. Đặt em nói là đặt giới tính là đặt ngang. Anh em yêu thích thì cứ liên hệ bác. Lửa quá nhiều. Này, tiếp theo em đặt đầy nữa nha anh em. Đó, đặt. Đặt dành lửa, dành thua lửa. Ok luôn. Hai đợt giờ cho anh nha nè. Hai em đợt anh em yêu thích thì bác hai em đợt này bà thành mấy rồi, bà mấy 4 tháng rồi to như nè, cái chiếc cũng 5 ký rồi đó. Đợt sẽ kiếm hết nha, sẽ kiếm nè. Đèn sấy to, sấy kiếm to hơn. Đèn.